nhân viên của hai công ty WillCare và Everrose lên sân khấu đứng đằng sau các cô anh Thư Thiện Nguyện để cùng hát nhạc phẩm đầu tiên cho mở đầu chương trình ngày hôm nay. Đó là nhạc phẩm Ly Rượu Mừng. Mời tất cả nhân viên của hai công ty WillCare, Everrose cùng lên sân khấu đứng đằng sau. Chúng ta nếu mà hát không được hoặc là không thuộc thì có thể vỗ tay theo cùng các anh chị, các chị. Không có anh đi ngày hôm nay bởi vì các chị cúp cua không có đi làm ngày hôm nay. Sau khi mà chúng tôi mời các chị đến đây thì các chị nói là ngày hôm nay mưa quá, rồi ra đậm tự nhiên cái bị cảm, bị cúm, thành ra xin phép để mà cấp cua hy sinh để mà hát cho các bác ngày hôm nay. Cho các chị của anh Thư Thiện Nguyện một tràng pháo tay thật to với lại những chiếc áo dài quá đẹp, những bông mai vàng óng ánh như thế này. The Chores volunteers, they all have jobs to do on this weekday, but they have to lie to their boss. If any boss here that have this situation similar to this situation, please understand why they lie. Once in a while, we have to lie for a good cause, right? So, if you agree, you can clap your hand. Anyway, và ngày hôm nay các bác các cô chú phải cười cho tươi là bởi vì có đài truyền hình Sài Gòn Network ở đây nữa làm phóng sự thì dĩ nhiên Michael Hòa đứng trên này mà không có đài truyền hình là coi như là cơm mà không có mắm. Cảm ơn các chị anh Thư Thiện Nguyện. Mời anh Danh lên. Anh Danh, chị Thủy, chị Châu, Herbert, Judith lên, ok. Gần đầu tiên anh Thư Thiện Nguyện không những đến đây hát nhưng mà còn mang cái bộ cờ mới toanh chưa bao giờ xài lên trên này. Đó là cái bộ cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Texas của nhóm anh Thư Thiện Nguyện. Khi nào mà các chị anh Thư Thiện Nguyện mà mở cái hồ sơ để nhận nam sinh mà nhép miệng hát mà như Michael Hòa không biết hát á, Michael Hòa sẽ người đầu tiên, bởi vì các chị chưa bao giờ mà chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cái bộ áo dài mà đẹp như các chị anh Thư Thiện Nguyện, lúc nào cũng rất là tha thước và đẹp với là cái áo dài này. Đây là cái vẻ đẹp của người Việt Nam của chúng ta. Và một lần nữa, nhạc phẩm đầu tiên Ly Rượu Mừng cùng với lại WillCare, Everrose và anh Thư Thiện Nguyện. Ngày xuân lần chén ta
hoan tôi liên hương xây tổ ấm trên thành yêu thương đào cạn ly mừng người nghệ sĩ niềm tin đã đến thắp sáng lên trời mới bàn ơi bàn linh lời ước thiêng liêng chúng non sông hoài hòa bình ngày áo xưa Oh.